rồi, chị Trinh ơi, chị Trinh chết rồi. Tụi nó gian díu vào trong với Mina. Nó bảo nó sẽ lòi chị ra khỏi dự án này. Từ từ chị ơi, từ từ. Hello. Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay là mình được có một cái cơ hội để được đi xem quay một cái MV nó sẽ như thế nào. Thì hôm nay mình xem thử là cái MV sắp tới của Mina trong hậu trường có gì. Bây giờ mình đi vô chỗ makeup room trước đi ha, coi thử có gặp ai không. Tại vì hình như là Mina là đang... À, có Tuấn Chinh kìa, Tuấn Chinh đang nóng quá trời. Để mình vô mình hỏi Tuấn Chinh. Tuấn Chinh ơi, sao mà cái thái độ gì mà mới thấy là khó chịu rồi. Con bé này là cái con bé Mitty mà ở trên mạng hay ngồi review các thứ đây đúng không? Sao mà tỏ ra xa lạ quá vậy? Xa lạ gì? Người thân, người quen với nhau hết mà sao tỏ ra xa lạ quá vậy? Lần đầu chị gặp cưng nha. Em hay coi chị ở trên clip, ý là vậy là cũng thân thiết rồi. Chị cũng hay coi em thì cái nít chị em mình cũng thân vậy đấy. Đúng rồi, thân thiết. Nhưng mà hôm nay là mình làm đóng vai gì vậy Tuấn Chinh? Chị đến đây này, chị được nhận cái lời mời của nhà sản xuất. Đến đây này đóng vai chính. Nữ chính luôn. Chưa biết là quay gì nhưng mà... Khoan, nữ chính phải không? Mày nói như chị xấu lắm, xin lỗi mày, chị thuộc trạng cũng chắc nước hương trời. Mày nói cái chị câu đấy chị hơi buồn đấy thi ạ. Không, ý là đôi khi có những cái vai mình đẹp nhưng mà mình chỉ là phụ thôi. Phụ? Đúng rồi, mình chỉ là nữ tám thôi. Tí nữa ai mà cho chị quay phụ là chị đập máy đấy nhá, chị chỉ cho quay chính thôi. Đâu, cái vlog này là về chị mà. Cái gì? Vlog hôm nay em quay là về chị là chính. Chị đứng dậy cho nó. Đúng rồi. Nào. Sao chị đứng dậy? Thôi chị ngồi xuống đi. Thôi chị ngồi xuống đây, hôm nay chị make up lâu không? Hôm nay chị make up á, chị đã make up gì đâu mà chị mà mọc mà. Là tí nữa chị có hát luôn chị? Không, chị không hát. Chị mà hát thì khán giả ngã hết em. À rồi, vậy là em biết rồi, là chị thuê bé Mina về hát thôi. Đúng rồi. Còn chị là đóng cái MV này là bộ thuê phim. Thuê nó về làm nền cho chị thôi. Trời chị, sao chị nói vậy? Thẳng thắn vậy rồi bé nó coi được nó buồn sao? Cuộc sống nhiều khi là nó là những cái cú tát thẳng vào mặt mình ấy. Mình tỉnh táo, mình nhìn ra được mọi thứ thì nó ok. Còn nếu mà mình mà cứ đi chìm đắm trong ảo mộng thì mình su. Mà sao hôm nay chị nói chuyện chị lắc dữ vậy? Con bé này không hay xem chị này, đấy là phong cách của chị mày cho thế. Em biết, nhưng mà ý em tưởng là ngoài đời là mình đứng yên thôi, lên clip mình mới lắc. Thì không phải đăng clip đi thì kiếm gì đây? Đây là đúng mà thôi, đây là tự nhiên thôi, sao mà nhiều dữ vậy? Em đang nói chuyện gì sao mà nhiều dữ vậy? Nhưng mà thôi, hôm nay là chị hỏi em tới đây làm gì đi? Em tới đây làm gì đấy? Dạ, em dọn dẹp. Ừ, trông em cũng gia dẳng con hầu phết đấy. Dạ đúng rồi, em tới đây là để dọn dẹp hậu trường. Dập hậu trường chứ không phải hiện trường. Hậu trường ấy là bây giờ là mọi người để đồ bừa bộn rồi là em dọn á. Bầu mấy tháng rồi chị? Mà ớt quá. Dạo này em thấy chị giảm cân hả? Dạo này em thấy chị gầy đi á. Gầy chị hao gầy quá. Chị dạo này chị ăn không được. Ăn không được hả chị, sao vậy? Mỗi bữa chị ăn mỗi một được một con rưỡi gà ủ muối thôi. Chứ bình thường là ăn ba con. Chị bình thường chị ăn cả cháo nữa, cả cơm nữa. À. Chị ăn tinh bột, giờ chị bỏ tinh bột, chị ăn con rưỡi gà thôi. À là chị ốm. Thôi để em đi vô em. Em đi đi. Dạ em phỏng vấn bé Trọng nha. Thôi rồi nhé, dạ. Phiền chị nhé. Mày quay mày kiếp tí đừng vào đây nhé. Có cần gì thì gọi em vô em dọn cho nha. Cần tiền, có tiền không? Em mới là người lấy tiền của chị đó, em dọn cho chị mà. Thì thôi bé đi đi, chị tình chị em mình chị. Trời đừng có nói đây là ghế của chị nha. Ghế nào thì nhà chị nhé. Cần cái gì là em vô em dọn cho. Yên tâm nhé. Kê nha. Kê. Vâng. Chị Tuấn Chinh ngoài đời chảnh quá mọi người ơi. Chị Tuấn Chinh ngoài đời chị khó tính quá, chị chảnh quá. Mình nghĩ là không giống như những gì trên mạng đâu. Các bạn à, hậu trường chị Tuấn Chinh chảnh chè, đanh thép với mình. Không ổn đâu. Chết chị liếc mình kìa. Em ơi. Ủa? Chị ủa? Ủa? À, tôi đi dọn dẹp thôi. Chào, vô tình lọt vô đây thì ở đây đang quay MV hay gì thế hả? Hôm nay chúng tôi đang quay MV của nữ ca sĩ Mina, MV thứ 2. Wow, MV... xin vía triệu view đi em. Em ơi, dạo này chị hơi flop đó, rút vía lại. Rút vía lại đi. Vì rồi hôm nay mình là đóng cặp với anh Tuân em. Dạ đúng rồi. Nghe đồn là Tuấn Trinh cũng có ghé. Tuấn Trinh, chị quay chưa? Rồi, người Tuấn Trinh em. Vậy là sao đóng cái này đây? Xỉu luôn. Mina vừa bị đánh ghen một trận tơi bời các bạn nhá. Tôi biết ngay mà. Đấy. Nhưng mà em ơi, xem là dây vô. Chị Tuấn Trinh không phải là hạng dừa đâu. Hồi nãy chị mới liếc chị đó.
Chị dọn dẹp thôi mà còn bị liếc mà. Chị kia chị thuê em về chị để làm nền cho chị nổi lên thôi. Bây giờ em phải làm sao trong cái lúc mà mình diễn rồi đó là mình phải đạp bả xuống. Em cũng không dám đâu. Sao mà sợ hả vậy em? Chị thấy cái nết bả là không, bả không có ở đây. Nết bả là em phải đạp bả xuống để mà mình lên. Bả quá quá quá. Em biết tại vì chị biết sao không? Thật ra em đi đâu không phải là của một mình em đâu. Đúng là của ai nữa? Giờ chị đoán nha. Em sẽ mở giọng cho chị đoán nha. Em hả? Khoan, cái giọng này quen lắm. Khoan, bây giờ cho chị gợi ý đi, có phải đến từ công ty em không? Làm sao mà có thể một bài hát của mình mà đến từ một người công ty ngoài được? Câu trả lời là không. Bắt đầu chị tính đoán là Grady, nhưng mà không phải đến từ công ty của em thì chị nghĩ chắc là... Nhưng mà em nghĩ chị có biết người này không? Chỉ có. Em hỏi nó là ai hát bài này nhất quyết không nói cho em biết. Nhưng mà cái lúc mà video này lên là nó là em ra cái video rồi, là ngoài mọi người biết rồi. Dạ đúng rồi. Là vẫn không spoil luôn. Vẫn không spoil luôn. Bé liệu nó kính quá. Cho em nghe lại chút được mà. Không đoán được ai cả. Có một xíu giống anh Quân thôi nhưng cũng không giống hẳn. Cái nét hơi trẻ con, anh Quân anh hay hát nhạc đau khổ, anh không có đến mức như vậy đâu. Em có thể cho chị một gợi ý khác được không? Có phải là nghệ sĩ độc lập không? Nghệ sĩ tự do. À đúng rồi. Thiệt ra Việt Nam mình ai cũng là nghệ sĩ tự do hết. Anh biết chơi đàn không em? Thì anh chỉ hát thôi. Sao anh cười? Tại có người biết chơi đàn của người là chỉ hát thôi mà. Em cũng không biết. Tại em có hát chung thôi chứ em đâu có biết đâu đúng không? Em vô chi đó. Lớn hơn chị hay nhỏ hơn chị? Chị 30 tuổi rồi, hơi già. Em cũng không biết luôn. Tại vì em chỉ hát thôi chứ sao mà em biết được. Nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ trẻ. Nghệ sĩ mới. Mới. Chết rồi, mới là tôi không biết rồi. Nhưng mà nếu mà mới thì là ảnh có sản phẩm riêng đúng không em? Một bài hit quốc dân đúng không em? Chắc là sản phẩm đầu tiên của anh. Thì đố quá. Người đâu, Tôn ơi, đây là sản phẩm đầu tiên của anh mà kêu mình đón. Rồi đón sao ra. Các bạn ơi, không giấu gì các bạn thì đây là sản phẩm đầu tiên mà mình hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật để mình xem là cái khả năng của mình đến đâu. Cái giọng tôi đi không chịu. Đi đón cái là ra liền rồi. Sống chung đồ ơ đồ. Bởi vậy. Nhưng mà câu hỏi của tôi như câu nào là dính câu đó hết. Thật, bởi vì là cho mọi người nghe nhiều luôn. Là vấn đề là mình nếu mà có kiểu quyết định trở thành một ca sĩ hay không thì mình chưa chắc. Nhưng mà mình chắc chắn là sẽ em sợ bị chửi đúng không? Em không sợ bị chửi nhưng mà vấn đề là bài này là thật tâm luôn. Ở đây có rất nhiều người. Thì là bài này là Mina, tức là Quý Tun. Bởi vì bài 11 giờ 11 phút nó thành trend. Thành ra là em bảo là em mong muốn là có sự góp mặt của anh Tun. Không chỉ là đi đóng MV anh hát cho em vài câu. Em bảo không hát. Mà thôi anh mà không hát cho em là thôi em không đi hát nữa. Thế là Mina có bảo em lấy sự nghiệp của mình ra dữ vậy em. Thế là Mina bảo em là thôi anh hát với em hai câu thì là em đi hát đấy. Cái gì mà lấy sự nghiệp của mình ra mà mình ở đâu đó thôi chứ giỏi hát được và chứ giỏi không hát được. Nhưng mà Mina đã kèm cặp của mình vài buổi nên là... Thôi em ơi. Con bé nó kêu không có, nó kêu là em đam mê danh vọng. Bé nó kêu em đam mê danh vọng. Chết rồi chị Trinh ơi, chị Trinh chết rồi. Tụi nó gian díu ở trong với Mina. Nó bảo nó xin lỗi chị ra khỏi dự án này. Từ từ chị ơi, từ từ. Có chuyện gì chị em mình phải bàn kế hoạch với nhau đã. Tụi nó kêu là sẽ từ dự án này đẩy lên là ca sĩ nó sẽ bỏ chị trong một nốt nhạc. Chứ sao, ba nó chỉ lợi dụng chị vụ này thôi. Thôi thôi, hư cái cửa chị ơi. Bình tĩnh, chị phải bình tĩnh chị nghe em. Bây giờ chị với em đi ra coi. Không, bây giờ chị với em đi ra đó coi thử. Hai người đó làm cái gì. Đi chị. Chị ở trong này tại chị nóng quá, từ từ chị ơi. Chị ơi, chị ơi. Thôi chị ơi. Thôi chị ơi. Thôi. Thôi chị ơi, thôi. Bình tĩnh. Chị, con bé nó sợ. Chị ơi, con bé nó sợ quá rồi kìa. Con bé nó thở không nổi rồi. Thôi chị ơi. Tôi cần sự giải thích. Tôi và Tuấn Chinh cần sự giải thích giữa hai người. Em nhìn thấy cái gì chưa? Em có tin là chị chỉ cần hất một phát này em cắm mặt chúng bãi cát không bé? Em có biết cái câu mà cờ lờ cát không không? Nổi trên mạng ý là ngày xưa đó.
Đó là bởi vì chị Trinh đã làm một cô gái ra như thế rồi nên mới có cái câu nổi tiếng như đó. Em hứa với chị là em tham gia cuộc này em chỉ là tình cảm gọi là xã giao với Tuân thôi nha. Đúng. Em mà có một cái gì tấn tới là chị tấn thẳng người em đấy. Chị ơi, vừa vừa thôi, mệt, nó mệt đó chị. Em nói thêm cho chị một câu chí mạng này, vậy trong MV này hai đứa này đóng vai gì? Đóng vai người dưng đúng không? Người dưng đúng không Tuân, trả lời đi, trả lời đi. Anh bảo với mọi người rằng là không, bởi vì là em mới chính thức quen Tuấn Trinh nên là MV này là bọn em chỉ có là cầm tay nhau thôi. Cầm tay? Ở nhà có cầm tay chị không? Hay chia tay chị như đàn ông? Nó xúc bảo em, nó bảo em giống đàn ông kìa. Chưa, em bảo là hay là một mệnh đề. Hay là, tức là anh thấy là hay là chắc chắn rồi đấy. Này, hay là chắc chắn. Hay xem kênh con này nhiều, nó cũng hay đi đốt nhà người khác lắm. Chị không biết chẳng vừa đâu nha. Chị ơi. Không có, mà chị không như chị nghĩ đâu. Em biết võ rắn không? Chị là chị hơi bị. Thôi chị ơi, thôi. Chị Trinh diễn ngoài sức tưởng tượng của tôi các bạn à. Trong này không nên cho chị Trinh đóng vai phù thủy mà nên đóng vai võ sĩ mới đúng. À các bạn đừng thắc mắc tại sao trong MV này không có mình nha. Hôm nay mình trà trộn vô đây thôi chứ không phải đi quay đâu. Trà trộn đi phá chương trình nhà người ta thôi. Sẽ không gì đâu. Rồi sau mà lát nữa dancer thì dancer đứng che hết rồi, khỏi thấy. Dancer đứng che hết. Không sao đâu, cứ ấy. Rồi đi nào. Rồi đúng rồi, ok. Đưa hai cái tay lên trời đi. Cái nào dễ, cái nào dễ vậy hả? Ờ ok, rồi. Chim lên trong xíu nha, xíu lên. Chim ra ngoài chút xíu. Chu vô trong. Không, bây giờ mọi người có đứng sát cô xong đồng hồ này nhúng không? Thôi chị Thi ơi, chị làm được Tuấn Trinh ấy. Tuấn Trinh cứ làm linh tinh như này này thì có dễ hết. Không, chị làm được em thấy rồi. L, O, V, E đúng không? Nào, L, O, V, V, E, E, loving you.